Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 2021. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 187. Có mấy công đoạn ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân ngài nêu lên rất là hay. Tất cả những người niệm Phật chúng ta nghe, quý vị sẽ càng thích niệm Phật thêm và gầy dựng tín nguyện rất là kiên cố. Ngay câu Phật hiệu: Phật có đại nguyện tiếp dẫn, chúng ta có lòng muốn sanh sang đó, làm sao mà chẳng tội nguyện vãng sanh. Ngài Thiện Đạo giải thích đại nguyện thứ 18 là: một mực chuyên xưng danh Phật Di Đà thì được vãng sanh. Đây là những công đoạn có những câu trích dẫn từ lời chư tổ. Khi chúng ta nghe gầy dựng tín nguyện cho mình niệm Phật, phải nhớ là bổ túc mỗi ngày, cắm cái tâm ngay câu Phật hiệu. Dù là cuộc đời mình có gặp những sự cố long chờ lỡ đắc gì đi chăng nữa, cũng niệm Phật. Nhớ nha quý vị, nhớ nha. Dù tất cả mọi người đều bỏ rơi mình hết, chúng ta cũng luôn luôn là nương Phật A Di Đà, không có bị một chút gì chúng ta bị ảnh hưởng cái việc niệm Phật của chúng ta. Quý vị thấy ở cõi đời này bao nhiêu việc khổ đau đối với chúng ta một đời người. Quý vị đi hỏi tất cả những người già sắp hết một đời đi, nếu để lên bàn cân khổ và vui, phần nhiều ai cũng nói khổ nặng, vui nhẹ. Khổ thì rất nhiều mà vui thì không có bao nhiêu. Nhớ nghe. Như vậy thì nếu chúng ta muốn thoát khổ và muốn giúp chúng sanh thoát khổ thì phải làm sao? Thì là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mình mỗi ngày niệm Phật cầu sanh cực lạc thì đang hướng tất cả chúng sanh đang niệm Phật cầu sanh cực lạc, và tất cả những quán thân trái chủ đi theo mình niệm Phật cầu sanh cực lạc. Phàm phu thì ai cũng có sai, nhưng phương hướng niệm Phật cầu sanh cực lạc thì chắc chắn là không sai. Sai là việc dĩ nhiên của kẻ phàm phu, nhưng chúng ta gặp được pháp môn niệm Phật, chúng ta gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì vô cùng là đúng. Kẻ phàm phu tạo tội nghiệp, nhưng mà biết niệm Phật cầu sanh cực lạc thì việc này đúng là chấn động tam thiên đại thiên thế giới. Rõ ràng pháp môn niệm Phật này á, tất cả những con người tạo nghiệp nặng nề mà niệm Phật cũng được giảng sanh. Như vậy thì mới gọi là đại pháp thù thắng mà mười phương chư Phật đều tán thán. Quý vị coi, khi chúng ta mà sám hối hồng danh nửa tháng có nhiều chùa một lần hai lần vậy đó, khi cái lại cuối cùng Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, đúng không? Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Là tặng hư không khắp pháp giới là một danh hiệu A Di Đà Phật. Vì mười phương chư Phật đều là tán thán bổ nguyện của Di Đà. Vì vậy mỗi ngày chúng ta niệm A Di Đà Phật, bởi vì cái người mà
không có duyên, không có phước, niệm một câu Phật hiệu này phát duyên phát phước là đúng rồi. Vì nghe cái câu Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân Ai Di Đà Phật, mà chúng ta niệm ngay câu Phật hiệu, vì là chúng ta đang niệm mười phương chư Phật. Chúng ta niệm mười phương chư Phật đâu có dễ, đâu có đơn giản. Chúng ta niệm mười phương chư Đại Bồ Tát không dễ, chúng ta niệm mười phương bậc A-la-hán không dễ, chúng ta niệm mười phương bậc Thánh Hiền không dễ. Nhưng chúng ta niệm một câu Ai Di Đà Phật là đầy đủ. Niệm một câu Ai Di Đà Phật là vô cùng đầy đủ mười phương khắp pháp giới. Tại sao câu Phật hiệu này chúng ta không kiên nhẫn mà niệm? Nên nói rằng là cái người không có duyên không có phước, cái chuyện này là chuyện nhỏ, chỉ cần công nhận là niệm câu Phật hiệu này sẽ phát được hết. Việc này quá nhỏ, niệm Phật để làm Phật còn được không chi, chúng ta niệm Phật mà phát phước phát duyên ở cõi đời này quá nhỏ. Cái việc này quá nhỏ, không cần thiết phải nói đến, không cần thiết phải là chúng ta cầu được có phước có duyên gì ở cõi đời, chỉ cần niệm câu Phật hiệu là tự nhiên có. Cứ kiên nhẫn niệm câu Phật hiệu này tự nhiên có. Người không phước không có phước có phước, người không có duyên tự nhiên có duyên, đặc biệt như vậy đó. Nơi nào quan sơ tồi tàn, thâm sơn cùng cốc, thì nơi đó chỉ cần có người niệm Phật thì nơi đó tức khắc một thời gian nào đó nơi đó tự nhiên hưng khởi, và người kéo về ào ạt về đó để niệm Phật. Nơi chùa chiền nào không ai đến, nơi đó chỉ cần mở đầu tràng niệm Phật thì tức khắc nơi đó xuất hiện. Vì sao? Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân Ai Di Đà Phật. Phật Ai Di Đà là đại phước báo, đại nhân duyên. Ngài đem tất cả những công đức phước báo nhân duyên của Ngài phát lên cái nguyện tiếp dẫn là bổ nguyện Di Đà, là câu Phật hiệu này. Nên cái người mà nghe danh hiệu, niệm danh hiệu, nên 48 lời nguyện có một lời nguyện rằng khi cận tử nghiệp, người này chỉ cần nghe qua danh hiệu câu Ai Di Đà Phật, nghe qua tai thì phước báo của người này rất là lớn. Còn nếu như cái người này thường niệm Phật mà cận tử nghiệp niệm lên câu Phật hiệu thì chắc chắn Phật Ai Đà đến tiếp dẫn. Còn người này cả đời không niệm Phật cầu sanh cực lạc, nhưng khi cận tử nghiệp gần chết được thiện chí thức phiên nên phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, mà cái người này tiếp nhận chịu niệm Phật cầu sanh cực lạc thì chỉ cần từ một niệm cho đến 10 niệm Phật Ai Đà đến để tiếp dẫn người này về thế giới cực lạc. Đây gọi là bổ nguyện thù thắng mà được mười phương chư Phật tán thán. Pháp tu thù thắng như vậy, vì sao chúng ta không kiên nhẫn tu? Còn tìm gì nữa quý vị? Nên có những người chúng ta đã gặp ngay pháp môn tịnh độ rồi mà không chịu cố gắng lo dụng công, đi đông tây nam bắc làm chi? Chỉ cần ở một nơi chân thật lo niệm Phật và phát triển nhân duyên, khi đủ duyên với tất cả những người bên cạnh, nó cứ mở rộng ra từ từ, nó cứ mở rộng ra từ từ, mở rộng ra từ từ. Quý vị nhớ cõi đời này, nghe cái thiện thì tự người ta truyền miệng cũng nhanh, mà cái ác người ta truyền miệng cũng rất nhanh. Quý vị chỉ cần ở một nơi chân thật kiên nhẫn, cứ mở rộng ra theo nhân duyên của nó, cứ nó nở ra từ 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 từ, ở ngay địa điểm mình đang ở, rồi quý vị coi tự nhiên nó sẽ phát triển vô cùng là rộng rãi, người ta tự nhiên sẽ tìm đến. Thí dụ như những đức ở đây đi, xung quanh khu vực này, rau củ quả ai đem đến cúng, chùa ăn khi ổn định đủ rồi thì bao nhiêu những đức cho tất cả anh em ở trong chùa chở đi xung quanh khu vực này, cứ tặng cho người ta củ quả tặng từ từ, cái lọc của chùa tặng cho người ta, nó cũng kết duyên với ngôi Tam Bảo. Rồi từ từ một ngày nào những đức tặng cho mỗi gia đình một chiếc máy nghe pháp, cái đó là gieo nhân duyên cho người ta. Người nghe chưa tiếp nhận thì cũng được kết duyên trồng bồ đề tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc trong một đời kiếp nào. Còn người tiếp nhận mà niệm Phật thì đời này họ sẽ được giải thoát. Cứ mở rộng như vậy, mở rộng như vậy, mở rộng như vậy. Giống như có một vị tổ sư của Tịnh Độ Tông, Ngài đi đến một cái vùng đó, ban đầu Ngài làm gì? Dạy con nít niệm Phật. Các cháu niệm một câu Phật hiệu, Ngài cho một đồng. Từ từ các cháu niệm 10 câu Phật hiệu, Ngài cho một đồng. Từ từ các cháu niệm 100 câu Phật hiệu, Ngài cho một đồng. Như vậy từ con nít thôi mà từ từ rồi cả làng, cả xóm đó đều biết niệm Phật hết. Rồi từ từ nơi đó mọc
lên một cảnh Dạ Lam, trở thành một cái nơi mà gọi là phổ biến pháp môn Tịnh Độ rộng rãi vô cùng. Đó là một vị tổ hình như thứ ba, thứ tư gì đó của Tịnh Độ Tông. Quý vị coi lịch sử sẽ thấy rõ ràng. Nên từ nơi đó pháp môn niệm Phật này, cái phương tiện mà để hướng dẫn chúng sanh tiện lợi vô cùng là chính mình niệm Phật, phiên người ta niệm Phật. Người ta không niệm Phật, mình niệm một câu Phật hiệu cho người ta nghe. Mình hiện cái tướng an lạc, vui vẻ, hoan hỷ. Thí dụ như trời sớm người ta thấy mình mỗi tuần đi đến chùa tu, người ta đang để ý gia đình của quý vị có làm cái gì đó. Gia đình mình vợ chồng hòa thượng, con cái ngoan ngoãn, sống hạnh phúc vô cùng, không có nặng nề với vật chất giàu sang, sống mỗi ngày bổ túc cái hạnh phúc trong gia đình, về mặt tâm linh trong gia đình, vợ chồng trên thượng dưới hòa đặc biệt. Thí dụ như bây giờ chồng của mình làm ăn thất thoát một số tiền vì mình làm vợ mình động viên chồng của mình. Không sao đâu anh, đồng tiền có thể mất đi, chỉ cần mạng mình còn, chúng ta còn ở bên nhau làm ra tiền, có gì đâu mà không được. Anh đừng lo, đừng buồn. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng, Phật dạy như vậy. Tài sản lớn nhất của đời người đó là vui vẻ, anh phải nhớ. Nên tiền của thai người, nó đi thai người, anh đừng lo, đừng quan tâm tới. Mình làm chồng khi vợ lỡ làm ăn thất thoát cái gì, mình cũng nên có cái tâm như vậy, mang cái tâm tha thứ, đó là đang bổ túc về mặt tâm linh. Tức khắc gia đình này trước nhất là hạnh phúc. Mà gia đình mà hạnh phúc rồi thì gia đình mới hưng thịnh. Gia đình mà không thuận hòa, bất hòa thì gia đình này không thể nào thịnh vượng được, quý vị nhớ. Gia đình thịnh vượng là gia đình hạnh phúc. Vợ chồng hòa thuận, dạy con ngoan ngoãn. Đây là lời Phật dạy, quý vị chăng thật làm theo có kết quả. Nên trong gia đình mình có ngôi tam bảo, mỗi một gia đình thờ khóa sáng tối dụng công tu, thì quý vị Iran đang ở trong chùa. Chỗ này vô cùng quan trọng. Tại sao chúng ta không bổ túc? Thờ khóa tu đưa lên rõ ràng cho thờ khóa tu rồi, quá tiện lợi rồi quý vị. Cứ thờ khóa như vậy mà niệm Phật thôi. Quý vị coi các cháu nhỏ vô chùa mình kìa, một ngày còn tu được 4 thờ kìa. Thờ khóa những đứa đưa ra một ngày các cháu tu được 4 thờ đó quý vị. Một thờ tu của các cháu là 40 phút. Một ngày các cháu tu 4 lần như vậy, quý vị cộng lên đi. Từ nơi đó ở nhà các cháu một thờ chưa được, vậy mà vô chùa các cháu tu được 4 thờ đó. Nên những đức nói rằng dịp hè các cháu này mà ở đây mà niệm Phật như vậy là phước báo lớn vô cùng. Con trai thì cứ đưa thẳng bên đạo tràng niệm Phật bên Đại Tùng Lâm, còn các bé gái nhỏ thì ở bên tổ đình hộ pháp chúng ta. Những đức nói với các cháu hồi tối, các con á, dịp hè đi đến đây niệm Phật, cầu nguyện cho cha mẹ mình có sức khỏe và gia đình sống hạnh phúc. Và mỗi một câu Phật hiệu của các con là đang cầu nguyện cho xã hội này dịch bệnh quá giải đó. Các con nên chăng thật làm chỗ này, nghe chỗ này các cháu đứa nào nó cũng mừng vô cùng. Nhưng Đức nói các con đang làm việc này là đang làm việc lớn lao dữ lắm. Thấy không? Làm việc này rất là lớn lao. Nếu như trong dịp hè này mà các con mà không đi đến chùa niệm Phật như vậy, có khi ở nhà còn làm phiền cha làm phiền mẹ, tổn phước mà không tạo phước. Còn trong dịp hè ở đây thì tạo phước, nghiệp tiêu mà phước tăng. Hôm qua nhà Đức hỏi mấy cháu, có cháu lên 3 kg, có cháu lên 2 kg, mới vô chùa đây mà mập. Nhà Đức nói vì sao có con mập, có con biết không? Không chơi game, không thấy cảnh tình ngoài đời, không lo âu nặng nề, mỗi ngày vui vẻ theo thời gian, rồi thờ khóa niệm Phật lên nghiêm túc niệm Phật, rồi thời gian đi rửa nhà vệ sinh, đi lau dọn, tự mình giặt đồ. Quý vị coi như vậy thôi mà ăn ngon ngủ yên, nên mập mạp, còn có phước đặc biệt vô cùng. Hay, đúng là pháp môn niệm Phật này quá tuyệt, quá tuyệt. Nên Ngài Pháp Duyên này nói không, Phật có đại nguyện tiếp dẫn, chúng ta có lòng muốn sanh sang, làm sao mà chẳng tội nguyện vãng sanh. Hai chỗ này nó kết hợp đặc biệt quá, quá nhịp nhàng. Phật thì có đại nguyện tiếp dẫn, còn mình thì muốn vãng sanh cực lạc mà niệm Phật, vậy thì làm sao không giảng sanh. Nên chúng ta gầy dựng tín nguyện này cho thật là kiên cố, đừng bao giờ nghe bất cứ ai mà làm dao động tâm mình. Tất cả những người làm dao động tâm mình là đang thử mình coi tín nguyện có kiên cố hay không.
Còn nếu như quý vị bị họ dao động tâm thì quý vị thua, lỗi là ai? Tại mình. Tại mình. Đó. Nên người niệm Phật mà nói rằng là, có những người người ta nói rằng bây giờ không đi đến nơi tôi hoặc không đến tu với tôi, sau này khi gần chết tôi không có giúp đỡ đâu. Người mà nghe nói câu này, quý vị nhớ tránh xa họ luôn, khỏi đến luôn. Vì sao? Vì đến làm chi? Cái người như vậy không có tu hành gì hết. Cái người tu hành là hoàn toàn phải tùy duyên hết. Người ta đến với mình là duyên, người ta đi cũng là hết duyên thì thôi. Duyên ở cái cõi đời này có thì hết. Giống như đồ ăn có thấy trước mắt nhưng ăn từ từ sẽ hết. Như con người thấy trước mắt nhưng vô thường chết sẽ mất. Nên tất cả những cái gì ở cái cõi đời này, những gì chúng ta thấy thì những việc đó sẽ mất đi, phải nhớ. Nên những công đoạn á, mà những đức mà đưa lên cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ mình mà nhìn bò mẹ và bò con mà thấy đau lòng, quý vị nên coi đi. Quý vị coi rồi quý vị mới phát ra một cái tâm từ bi. Quý vị thấy rằng cái hộp sữa tươi của mình và cái vô u mình ăn mà sữa này, quý vị nhìn cái tình cảnh bò mẹ và bò con đó đi, rồi quý vị sẽ cảm giác như thế nào. Đây là vô cùng xác thực. Mà cái cảnh này là ở nước ngoài người ta quay, dù không có tu gì nhưng nhìn cái cảnh mà khi mà bò mẹ vừa đẻ xong bắt bò con đi rồi dùng máy để mà hút sữa của bò mẹ, mà bò mẹ suốt mấy tuần lễ mà kêu con, quý vị nhìn cái cảnh đó đi, có khác gì khi mẹ con mà chia tay không quý vị? Đó, bởi vì chúng ta nói rằng những loài súc sanh không có hiểu biết, quý vị nhìn có hiểu biết không? Những đứa đã từng coi qua công đoạn mà con rái cá nó bị người ta săn bắt, nó bắn nó trọng thương rồi đem nó về cái chỗ người ta rồi, như vậy mà nó bị thương nặng nề vô cùng, vậy mà nó dùng mọi cách nó trốn thoát. Con rái cá bắt đầu người ta theo cái vết máu mà nó bò đi, người ta tìm thì vị biết rằng nó bò thẳng về cái tổ của nó, trong tổ nó có hai con của nó, xong nó về tổ nó cho con nó bú, rồi nó nằm nó chết. Hai con rái con đang bú sữa của mẹ mà mẹ đã nằm chết. Thì cái người mà lằn theo cái vết máu mà để tìm bắt, quý vị nhìn thấy cái tình cảnh này, người đó phát nguyện từ hôm nay sẽ không bao giờ đi săn bắt nữa, mà không bao giờ ăn thịt chúng sanh luôn. Vì sao? Nhìn cái cảnh tình này, loài súc sanh mà có khi nó còn hơn con người luôn chứ không đơn giản đâu. Quý vị coi nó trọng thương nặng nề, vì mà nó cố gắng lê lết cái thân nó về tới tổ, cho con nó bú rồi nó nằm tại tổ nó chết. Hai con rái con cứ bú sữa mẹ. Nhìn cái tình cảnh đó quý vị ăn thịt chúng sanh được không? Bởi vì ăn tổ ngày nói một câu, muốn cho thế giới hòa bình, từ khi nhân loại đồng tình ăn chay. Vì đau binh kiếp xảy ra, kiếp nạn dịch bệnh từ đâu sát sanh mà ra. Thì coi con người bây giờ phá thai tràn lan đại hải, sát sanh thì đủ cách đó chứ. Nó thiết kế những cái máy sát sanh mà dã man lắm. Quý vị coi con người càng ngày càng kinh khủng như vậy. Kiếp nạn xảy ra là từ sát sanh mà ra. Nên tất cả những người nghe đạo của chúng ta nên phát tâm ăn chay trường, không có thiếu chất dinh dưỡng nó đừng có lo. Vì con người khi ăn chay cái tâm điện nó thiện rồi, tích tụ năng lượng còn dày hơn nữa. Nên khi mình biết Phật pháp rồi, một con ruồi, một con muỗi, một con kiến mình không có đập. Đập làm chi? Vì đó là một sinh mạng, một chúng sanh khi chết đi đọa lạc, làm súc sanh nè. Quý vị biết rằng đó, ngày xưa mình chưa biết Phật pháp, đến nhà mình có khi một con chó, một con mèo hay một con gà bên nhà ta qua mình lấy cái mình liền. Hoặc là tự nhiên nhà mình xuất hiện những con vật này, con vật kia bò trong nhà, mình lấy dây thun mình bắn, lấy nạn thun bắn. Lời Phật, lời Bồ Tát, lời Tổ sư dạy rằng tất cả những con vật đến nhà chúng ta đều có duyên, không có duyên thì không đến. Duyên đó có khi là ông bà cha mẹ của chúng ta lúc còn sống tạo nghiệp, bây giờ chết đi về cái tâm ô nhiễm vào gia đình, rồi trở lại làm súc sanh vô gia đình. Chúng ta đang giết những con vật đó, là giết ông bà cha mẹ của mình. Giống như có một câu chuyện mà Phật pháp nhiệm màu, hình như là ở chùa Hoằng Pháp hay gì mà, khi cái chú này mà ổng là một tay giang hồ hay gì đó,
Cuối cùng ông quay đầu hướng thiện. Tự nhiên ông đang đi hay sao đó mà ông thấy mà trong gia đình người ta đang đè một con heo mà người ta đâm nó. Mà ông nhìn thấy rõ ràng là một ông già. Ông già. Thì ông chạy vô can. Người ta nghĩ ông này bị thần kinh. Người ta đuổi ông đi. Xong ông nghĩ chắc mình hoa mắt hay sao. Thì ông vừa bước sang, ông quay lại, ông nhìn thấy rõ ràng là một ông già. Ông kêu cứu. Thì cái ông này mới đến hỏi. Thì ông này ông cùng tần số với con heo mà thấy là ông già. Ông già ông nói tôi là ông nội của mấy đứa này. Lúc còn sống làm nghề đâm heo. Khi chết rồi cứ là mỗi năm đám giỗ gia đình cứ đâm một con heo là tôi, cúng là tôi. Nhưng cái trả nợ mạng là cứ bị con cháu đâm vậy. Đáng sợ quá. Thì gia đình không tin thì cái ông này mới hỏi cái hình tướng con heo đó. Như vậy ông tin gì tin gì, nói ra cho gia đình nghe. Lúc chết là năm mấy năm mấy. Rồi gia đình có mấy đứa con, mấy đứa cháu. Ông nói rõ ràng hết. Nói lên gia đình ngỡ ngàng vô cùng. Rõ ràng tin con heo đó là ông nội mình. Quý vị coi. Nên từ nơi đó mà gia đình đám giỗ, đám cưới đầy tháng thôi nôi, đám tiệc mà sát sanh hại vật, coi chừng mình giết ông bà cha mẹ mình không. Vì họ lúc còn sống cũng không có tu hành bao nhiêu, sát sanh hại vật tạo nghiệp, rồi thêm cái nữa tâm ái nhiễm nặng nề, cuối cùng chết làm loài súc sanh sanh vào gia đình chúng ta, mình là con cháu tiếp tục giết. Nên trong kinh giáo Phật mới nói là chúng sanh quay quần ăn nuốt lẫn nhau, người chết làm dê, dê chết làm người, cứ quay quần mà ăn thịt lẫn nhau như vậy, ăn miếng trả miếng, rõ ràng quý vị coi đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta nên nhận thức quý vị, nên nhận thức. Mỗi một người nên nhận thức. Từ nơi đó mà bây giờ mình là người nghe Phật pháp rồi, chân thật mạnh dạn phát tâm ăn chay trường đi. Một con người mà phát tâm ăn chay trường, không còn sát sanh mà còn phóng sanh, là con người này đang cầu cái thế giới này quá giải đau binh kiếp quý vị. Phải nhớ đó. Mỗi một người chúng ta phát tâm ăn chay niệm Phật là chúng ta đang cầu nguyện cho thế giới này kiếp nạn quá giải đó. Dù là tạo nghiệp nặng nề cỡ nào, nhưng bây giờ nghe Phật pháp nên chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc. Phát là một cái tâm thiện. Mỗi một con người nên phát là một tâm thiện. Như Đức thấy ở đây rõ ràng nè, xung quanh toàn là khu công nghiệp. Vì bước ra bên ngoài một cái là thấy cái hơi khu công nghiệp nó nặng nề vô cùng. Mà lạ thay, chùa mình ở chính giữa khu công nghiệp. Mà quý vị thử bước vào chùa mình đi quý vị coi, cái từ trường nó đặc biệt vô cùng. Đây là lạ thiệt đó. Rõ ràng tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Không còn mà gọi là nghi ngờ một chút gì nữa chứ. Vậy thì trong gia đình quý vị niệm Phật, bóc máy niệm Phật xung quanh nhà, quý vị coi cái từ trường nhà quý vị tốt là đúng rồi. Mỗi người trong gia đình quý vị ăn chay niệm Phật thì gia đình quý vị từ trường tốt là 100%. Nên đối với ông bà cha mẹ tuổi già, để cái máy niệm Phật bên cạnh suốt. Người này có lẫn lộn nằm một chỗ im cũng để máy niệm Phật suốt. Cái tâm thức của họ vẫn nghe mà, cái A-lại gia thức của họ tiếp nhận mà. Quý vị biết rằng mắt mũi miệng thân ý của chúng ta, mắt mũi miệng đồ này kia, đó là cái ngoại cảnh bên ngoài. Còn cái ý thức gọi là A-lại gia thức của chúng ta, nó đều tiếp nhận được cái ngoại cảnh hết. Dù là một con người này nằm đơ người không biết gì, nhưng quý vị mang một cái tâm tắm rửa thương yêu lo lắng cho họ, bằng cái tâm cung kính họ vẫn cảm nhận rằng là sự thương yêu. Nhưng nếu quý vị nghĩ họ nằm một chỗ không biết gì, quý vị nhéo ngắt họ, chửi mắng họ, nhưng cái A-lại gia thức họ vẫn biết quý vị là người không tốt, đối xử với họ tàn bạo, họ vẫn biết hết, họ vẫn sân hận trong tâm. Vậy A-lại gia thức là cái thức nhạy nhất đến đầu tiên khi nhập thai. Và cái thức này là khi cuối cùng nhất nó ra đi sau nhất là A-lại gia thức. Nên một con người khi mê hoặc điên đảo nằm yên một chỗ, nhưng A-lại gia thức vẫn còn tồn tại. Nên quý vị niệm Phật và khuyên họ niệm Phật cầu sanh cực lạc thì A-lại gia thức này vẫn tiếp nhận.
Có một câu chuyện đó, cái người nằm một chỗ mà được khai thị niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Người này không biết gì, im re như vậy, câm điếc. Vậy mà người ta vẫn hộ niệm. Khi hộ niệm xong hết, ra đi rồi niệm thêm tiếp tục 24 tiếng. Như vậy mà báo mộng lại cho những ban hộ niệm là: cảm ơn các vị, chúng tôi đã được giảng sanh về Cực Lạc rồi. Thấy chưa? Đặc biệt chứ quý vị. Nên pháp môn tịnh độ này mới gọi là pháp đại thù thắng. Nên chúng ta tu gặp ngay pháp môn tịnh độ này là pháp đại thù thắng. Ngay câu Phật hiệu này là đại phước báo nhân duyên mới tin. Bây giờ mà gặp được mà tin thì phải chân thật bổ túc tới cùng luôn. Nên hết lòng đem câu Phật hiệu này để kết duyên cho chúng sanh. Nhớ nghe, hết lòng đem câu Phật hiệu này kết duyên cho chúng sanh. Kết duyên khắp nơi nơi cho chúng sanh. Đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật. Năng lượng niệm Phật bắt tùm lum khắp nơi cho người ta nghe. Bắt cầu khỉ, bắt cầu gián, bắt cầu gì đó, cầu tiêu bắt luôn. Nên từ nó cho mấy con cá rồi nó nghe, mấy người đi cầu đồ nghe luôn. Đúng không? Đi cầu cũng niệm Phật được. Không mong tịnh độ này là áp dụng khắp nơi nơi, chỗ nào cũng áp dụng được mà. Đừng có nói mà gọi là chỉ có trong chánh điện không. Pháp môn niệm Phật là pháp đại thù thắng, mà nơi nào mà bắt không được. Lóc nhà gì cũng bắt cũng được chứ. Để máy niệm Phật khắp nơi nơi, xung quanh chúng ta là câu Phật hiệu bao phủ mình. Tần số câu Phật hiệu tuyệt lắm. Nên nơi nào mà câu Phật hiệu mà phát lên là quang minh của Phật A Di Đà đang soi gọi đến nơi đó, bao trùm nơi đó, cảm thấy rằng mình tự tại mát mẻ. Nơi đây nè, quang minh Phật A Di Đà soi gọi. Nên con người sống ở đây tuyệt vời lắm, an lạc vui vẻ. Không? Nên quý vị, mỗi một con người nghe được tịnh độ gì rồi thích thú lắm, cố gắng mà niệm Phật. Đừng có bỏ câu Phật hiệu, đi đứng nằm ngồi. Con người ai cũng cầm điện thoại, chúng ta cầm máy bấm số A Di Đà Phật bấm, A Di Đà Phật bấm, A Di Đà Phật bấm. Cứ vậy mà làm, cả đời niệm Phật là vui vẻ. Cả đời niệm Phật là vui vẻ. Cả đời vui vẻ để niệm Phật. Tuyệt vời. Nên nguyện Tam Bảo giang hộ cho tất cả đại chúng, ai gương mặt cũng tươi vui, miệng nở nụ cười, không buồn giận ai để trong tâm thì chắc chắn là vui. Nên chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.